Em chào cả nhà, hôm nay em sẽ giới thiệu một cái mẫu, đó là mẫu Luxemburo nhé. Luxemburo dành cho những em bé nào mà rời ăn. Nó có rất là nhiều vị nhé, vị cam, vị táo. Đấy, vị cam, vị táo này. Cái này nó là gì vậy? Ăn cùng à? Ăn cùng, đấy, vị cam, vị táo, vị nho nhé. Rất là nhiều vị cho các em bé uống nhá. Thì cái này uống sẽ bổ sung thêm các loại vitamin và dưỡng chất và giúp cho bé ăn ngon, ăn tốt hơn nhá. Đấy, nó cái này sản phẩm rất là dễ uống nhá, Luxemburo cho trẻ em này, cho bé từ 1 tuổi trở lên đã sử dụng được cái sản phẩm này rồi nhá. Từ 1 tuổi, mà trong mỗi một cái hộp này nó sẽ có 10 gói nhé. Trong một hộp này nó có 10 gói tất cả. Thì cái này sản phẩm này giúp cho bé kích thích ăn uống. Đấy. Cái này là nước hồng sâm trẻ em Pro nhé. Nó có vị nho này. Đấy, vị cam này. Nó có cả vị táo nữa. Đấy, nó có tất cả là 3 vị tất cả. Đấy. Thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho mỗi một hộp này thì bên trong nó sẽ có 10 gói nhá, bên trong có 10 gói tất cả. Thì cái này thì cái thành phần chủ yếu của cái sản phẩm này ấy, thì chủ yếu là nước và đường, dung dịch cô đặc hương vị là 1,73% nhá, dung dịch cô đặc hầm sâm lên men là 0,15% nhá, được chiết xuất từ những củ sâm 65 tuổi này. Nếu mà nó có cả các cái thành phần của nước cam này, nước cam này, nước táo này, và nước nho này. Đấy, thì cái sản phẩm này nó có hương vị tổng hợp và chọn lọc rất là tốt nhé. Thì cái nước uống hồng sâm Luxemburo có giải là một loại nước giải khát có hương vị thơm ngon dành riêng cho trẻ em nhé. Đấy, nó được chiết xuất từ những cái loại trái cây ấy. Trái cây rất là tốt và dễ hấp thụ cho trẻ em này. Sâm này nhá, mỗi một hộp này thì nó cái thành phần của trái cây nó chiếm đến 60% nhá, và nó có thêm cả thành phần của sâm 65 tuổi là 40% nhá. Đấy, nó mang lại những cái hữu ích tốt nhất cho sức khỏe cho bé nhá. Hồng sâm còn chứa đến 32 cái thành phần Sapolin này, 17 loại axit béo và 20 tố vi lượng khác nhau như là K này, MGSE nhé. Bên cạnh đó còn có một số thành phần vitamin từ trái cây nên là rất là tốt cho trẻ em nhé. Ai nhà có ai Vân Anh không ở trên không? Đúng rồi, có. Có. Trên đấy nước bồi bổ sức khỏe, bổ sung năng lượng này, nước bé ăn ngon. Ngủ ngon và da dẻ hồng hào nhé. Và ngay chốc đi quay của anh cái quạt vào nhé. Tăng cường sức đề kháng, vứt ở cái chỗ cái bếp ấy mà để trên cái bếp ấy. Tăng sức đề kháng, phòng các bệnh vặt này, kích thích cho bé, kích thích tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ cho bé nhé, giúp bé phát triển khỏe mạnh này. Đấy, một hộp 10 gói thì mỗi lần cho bé dùng một gói nhé. Cái này vị cam rất là dễ uống nhá. Vị cam này, vị táo và vị nho nhá, có tất cả là 3 vị. Đấy, một hộp này thì có tổng cộng là 10 gói như này. Đấy, 10 gói như này này. Thì mỗi lần cho bé uống là một gói nhá. Từ nếu mà những bé mà từ 3 tuổi trở lên ấy thì uống hết một gói luôn nhá. Còn nếu mà các bé mà uống ngon hơn thì trước khi uống thì rắc lên cho bé này, và tốt nhất là nếu mà uống không hết thì cho vào trong ngăn mát tủ lạnh nhé. Ngăn mát tủ lạnh bảo quản nó sẽ được tốt hơn, giúp bé uống ngon hơn nhé. Nhất là mùa hè này ấy, thì nên bổ sung vitamin C để cho bé không bị ốm, không bị nắm trong, không bị các bệnh về hô hấp nhé. Đấy, thì cái này giúp bé mà còi xương này, ngon hơn. Đấy. Và cái này nó còn giúp cho bé phát triển trí não rất là tốt nhá. Đấy. Cái này nó giúp cho giải độc gan này, thải độc này, cho sức khỏe không bị ốm và mệt mỏi nhá.
đấy, phục hồi sức khỏe sau ốm này. Đấy, những bé mà từ 3 tuổi trở lên nhá, thì khi mà sử dụng sản phẩm này thì vặn ngược chiều kim đồng hồ cho bé nhá. Đấy, một hộp trọng lượng của nó là 100ml, nó có cái khối lượng kilocalo của nó là 45 kilocalo nhá, trong một túi này nhá. Các bé uống cái này rất là thích nhá. Một hộp của nó có 10 gói này đấy, các bé 3 tuổi có thể uống một gói một ngày nhá, tuần lên đến 3-5 gói thôi. Còn các bé từ 8 tuổi trở lên thì uống hàng ngày, mỗi ngày một gói nhá. Phần thân là dạng lỏng nên có thể cho bé uống trực tiếp, không cần pha với bất kỳ một sản phẩm nào nhá. Đấy, nên uống vào buổi sáng này, trước sau 30 phút này. Các bạn có thể cho chia nhỏ một gói, bé uống làm 2 ngày mà không ảnh hưởng tới chất lượng nhé. Nếu mà chia nhỏ ra thì uống nửa gói một ngày thì mình sẽ cho vào trong tủ lạnh này, bảo quản nhé. Đấy, bảo quản ngăn mát nhé. Và cái này không gần ánh nắng mặt trời nhé. Cái này thì nó có 3 vị là cam, nho, táo. Đấy, thì vị cam thì bổ sung vitamin C nhiều hơn nhé. Đấy, ăn cùng nhiều không gì rồi? Không, tôi đưa thôi. Điện cho họ thôi. Đây, hạn sử dụng của cái sản phẩm này rất là dài nhé, một hộp sử dụng rất là dài luôn, một hộp này có 10 gói tất cả nhá, có rất là nhiều vị này, có vị cam, nho, táo đấy, hàng pro này nhá. Thì bé mà uống được tốt thì bé uống cam nữa, nhiều bé thích uống vị táo thì nó hơi chua một chút thôi nhá, còn vị nho cũng vậy nhá. Thì một hộp của nó có 10 gói thôi. Đấy. Sao mà ngon? Giúp bé ăn ngon, ngủ khỏe hơn. Đấy. Còn một sản phẩm nữa, sản phẩm của nước sâm nhé, dành cho người lớn này. Đây sản phẩm của nước sâm này, nước sâm chai có củ này. Đây sản phẩm này của hãng KGF nhé. KGF nhé. Một cái sản phẩm này thì nó có 10 củ, 10 chai nhé. Đấy. Mỗi hộp là có 10 chai nhé. Trọng lượng của mỗi chai là 120ml cho một chai này. 120ml cho một chai. Đấy. Thì cái này... Hút 760 này của em ơi. Lận thủy tinh này. Không, bạn kêu bạn đã chốt thôi. Đấy, một hộp có 10 chai tất cả nhé. Khi mà mở thì nó có trên cái sản phẩm này có nút open trên cái tem ấy, thì mình bóc theo cái chiều open để mình mở ra thôi. Bên trong nó có 10 chai tất cả. Đấy, mỗi hộp nó sẽ có 10 chai này. 10 chai. 10 chai. Đây là một chai của bên trong. Cha bên trong này, sâm ba tử nhá, sâm ba tử này có thể ăn luôn nhá, uống hết nước xong mình sẽ ăn trực tiếp luôn nhá. Đấy, thì sẽ uống ăn trực tiếp cái con sâm ba tử này nhá. Một hộp này là có 10 chai như này nhá, trọng lượng là có 10 củ bên trong này, mỗi một củ trọng lượng là 120ml nhá. Mùa này mình uống rất là ngon này. Cái này hàng chính hãng của KGS nha. Hàng chính hãng của KGS luôn. Đấy. À, nước hồng sâm có củ 10 chai nhé. Thì chủ thành phần cái hồng sâm Hàn Quốc được coi là cái thực phẩm bổ dưỡng nhé. Nên được người dùng mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng này, giúp cải thiện hệ miễn dịch này, để có sức khỏe dẻo dai này. Kháng viêm này, kháng rất nhiều cái bệnh tật cho cơ thể nhé. Khi cơ thể bắt đầu lão hóa từ 30 tuổi, nếu được sử dụng cái hồng sâm hàng ngày sẽ giúp cho chống lão hóa rất là tốt này, giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch này, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch nhé, cao huyết áp này, tiểu đường, xơ vữa động mạch này. Chai nào nó cũng có. Hay là nó cũng có một củ sâm nhé, hay là cũng có một cái củ sâm ba tử này nhé.
thay vì dùng các nước giải khát như kiểu nước ngọt có hóa chất chất tạo mầm thì người dùng nên chọn sản phẩm uống hàng ngày nhé. Nước uống hồng sông có củ KGS ấy, là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại này. Đấy, được chiết xuất từ hồng sâm thiên nhiên không chất bảo quản, đặc biệt là nhân sâm hồng sông có công năng phát huy rất lớn trong việc tăng cường sức khỏe phục hồi cơ thể này. Cái này là dạng chai thủy tinh nhé, mỗi một chai này thì nó sẽ có một con sâm ba tử nhé. Mỗi khi mà một lần mình uống hết thì mình hết một chai này 120ml tất cả nhé. Cái này thì làm quà biếu và tặng cho bố mẹ và ông bà rất là hợp lý nhé. Đấy, cái thành phần của cái nước chai hồng sâm KGS này thì nó có thành phần và cấu tạo bởi ba loại thực dược quý hiếm nhé của Hàn, gồm hồng sâm này, đại táo và đường quy nhé. Hồng sâm là thành phần có tác dụng là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể này và hỗ trợ miễn dịch, điều chỉnh lượng đường trong máu này, đấy, hạn chế suy nhược, phòng chống các bệnh tật, tăng cường năng lực cho hoạt động hàng ngày của con người. Đại táo là thành phần tác dụng bảo vệ gan này, tăng lực cơ và thể trọng, nhận tâm phế, chống dị ứng, trừ ho, tức hại mỡ trong máu này. Đường quy là thành phần có tác dụng tăng cường trí nhớ này, tăng cường lưu thông máu và từ đó trị bệnh thiếu máu dẫn đến hoa mặt, chóng mặt, da dẻ xanh xao. Đấy, cái công dụng của cái sản phẩm này thì nó giúp cho nước hồng sâm có củ thì giúp tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể này. Uống nước hồng sâm thì thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn này, và bổ sung dinh dưỡng làm việc da cho chị em phụ nữ này. Đấy, cả đàn ông này, phòng da sần của đàn ông này. Nước hồng sâm có củ thì để trong ngăn mát thì lạnh uống nó sẽ giúp rất tốt cho những ai bị đau dạ dày nhé, hay bị tá tràng, hay bị sung huyết, có thể chữa khỏi nhé, giúp thải độc nhanh hơn, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường ô nhiễm và độc hại này, chống khô da và nhám da, chống đi tiểu đêm và những người tiểu đêm ở những người già nhé. Thì cái này mỗi ngày uống 2 chai nhé. Đấy, chia làm 2 lần, mỗi lần vào buổi sáng, một lần vào buổi chiều một lần nhé, sẽ uống ngon hơn khi mình bỏ vào ngăn mát của lạnh nhé. Thích hợp cho mọi lứa tuổi nhé, từ trẻ em từ 6 tuổi trở lên nhé, nên uống cái sản phẩm nước hồng sâm này nhé, sẽ thay các sản phẩm có ga tốt hơn nhé. Nó sẽ giúp cho chống lão hóa này, giúp cho tăng sức đề kháng này. Đấy, nó có những thành phần rất là tốt nên là nó sẽ giúp cho bồi bổ cơ thể rất là tốt này. Nó giúp cho tăng cường sức khỏe và bồi bổ cơ thể nhé. Còn uống nước hồng sâm này thường xuyên sẽ giúp cho cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn và bổ sung dinh dưỡng này, làm được ra cho chị em phụ nữ, bồi bổ sức khỏe cho những người sau khi mổ này, người bị suy nhược cơ thể, kém ăn, khó tiêu hay rụng tóc này. Giúp thải độc nhanh cho cơ thể và chống khô da, chống đi tiểu đêm những người già, tăng cường hệ miễn dịch đối với những người bị nhiễm bệnh nhé. Đấy. Cái này làm quả biếu các bạn cũng rất là đẹp nhé. Một hộp có 10 chai tất cả. Đấy. Một hộp là 10 chai. Đấy. Hộp 10 chai nhé. Hộp rất hồng sâm có củ này. Hồng sâm ba tử có củ nhé. Một hộp 10 chai là quả biếu quan trọng, rất là sang trọng và lịch sự nhé. Đây là viên an cung nhé, viên an cung Hasusan chống tai biến đột quỵ, thiếu máu lên não, tuần hoàn máu não kém này. Cái loại này thì một hộp của nó chỉ có 5 viên thôi nhé. Một hộp có 5 viên
thì nó giúp chống đột quỵ, tai biến này, cân bằng huyết áp này, ổn định tim mạch này. Đấy, cái này với sản phẩm này có tên gọi là An Cung Niu vàng Hasusam nhá, của Hàn Quốc này, hộp 5 viên này, sản phẩm cao cấp này, sản phẩm cao cấp luôn tại Hàn Quốc và được nhập khẩu chính ngạch tại Việt Nam nhá. Có tác dụng là giúp hỗ trợ điều trị phòng ngừa các vấn đề về tai biến này ở người này, đồng thời cải thiện và bồi bổ sức khỏe của cơ thể. Sản phẩm được nhiều người tin tưởng và lựa chọn làm quà biếu cho bố mẹ và ông bà nhé. Đấy, cái thành phần của một cái viên An Cung Ngưu Hồng Hàn này, Hasusam này nhé, thì có thành phần của mật ong tự nhiên này chiếm 44% này, sơn dược 80%, cam thảo 6%, táo đỏ này 3% này, hương bồ 3%, thần khúc 3%, đậu tương 2%, cây quế 2%, gelatin 2%, hồng sâm cô đặc. Và các thành phần rắn là 60% nhé. An Cung Ngưu vàng xạ hương này, đấy, những cái thành phần quý hiếm nhé. Cái tác dụng chính của cái sản phẩm này thì giúp bồi bổ cơ thể này, nâng cao sức khỏe này, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi này. An Cung Ngưu giúp phòng chống và hỗ trợ điều trị đột quỵ này, tai biến mạch máu não này, đấy, hỗ trợ phục hồi chức năng cho những người tai biến này, đột quỵ này, cao huyết áp, tim đập nhanh, hô hấp, tinh thần bất an, rối loạn thần kinh này, giúp tăng khả năng lưu thông khí huyết và cải thiện chứng rối loạn tiền đình, đau đầu, thiếu máu lên não này. Cái này khi mà sử dụng thì tuần uống 2 lần, mỗi lần 1 viên nhé. Sau 3 tháng thì sử dụng một hộp nhé. Người bị người bị rối loạn tiền đình ấy, hộp đầu tiên uống thì ngày 1 lần, mỗi lần 1 viên nhé. Hộp thứ hai thì 2 ngày 1 viên nhé. Đối với những người mà bị cần phục hồi sau tai biến thì hộp đầu tiên thì ngày 1 lần 1 viên, hộp thứ hai thì cách 2 ngày dùng 1 viên, hộp thứ ba thì 1 tuần 1 lần, mỗi lần 1 viên nhé. Đấy. Sản phẩm này giúp tai biến này, đột quỵ, thiếu máu lên não này, tiền đình này. Đấy, trong cái hộp An Cung Hasusam này có tem phụ này của công ty này. Đấy, có là hàng nhập khẩu chính này nhá. Lô mới nhất là tháng 1 tháng 3 năm 2027 nhá. Đấy, cái thành phần của cái viên An Cung rất là tốt cho những người mà bị tai biến nhá. Thì mà trong một viên nó đã chứa rất nhiều những cái thảo dược quý hiếm nhá. Đấy, như kiểu là thành phần quan trọng trong cái hộp thuốc như là hồng sâm này, cam thảo này, táo đỏ, mật ong này, đấy, hoàng cầm, sâm mạch, linh, sừng linh chi này, ngưu hoàng, đấy, toàn những thành phần rất là quý hiếm nhé. Mà cái ưu điểm của cái sản phẩm An Cung này thì nó giúp cho hỗ trợ ngăn ngừa cái hiện tượng tắc máu não nhé, giúp hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh cho những người mới mắc nhé, giúp mà người bị stress cho công việc cuộc sống phải lao động trí óc với cường độ cao, người gặp biến cố trong cuộc sống này, người rối loạn tiền đình, thiếu máu não, đau đầu, tắc đồng, động mạch, thích hợp cho những tiền mãn kinh nhé, giúp các vấn đề về ổn định về huyết áp này, tai biến là tim đập nhanh nhé, cái
những người mà bị tai biến ấy, thì khi mà mình uống phòng mình dự trữ ở trong nhà một hộp này thì một hộp đã uống được nếu mà một ngày một viên thì được 5 ngày nhé. Đấy là những cái hộp uống phòng, và nếu không thì mình uống phòng mà chưa bị bệnh thì mình uống một tuần một viên thôi. Nga kỹ uống lơ tắm và uống sau ăn 30 phút nhé. Viên An Cung này là có công ty và nhập khẩu và phân phối nhé. Một viên nó mình sẽ chọn đây là có bên bóc ra, mình bóc sản phẩm trực tiếp này. Đấy. Cái này viên An Cung thì mình nên uống nước ấm nhé, và không nên uống với nước lạnh, nó sẽ không có cái hiệu quả quả cao cho mình nhé. Nên uống với nước ấm và uống sau ăn 30 phút nhé. Đấy. Một hộp thì trong hộp nó sẽ có tổng tất cả đây là vỏ hộp ạ, vỏ hộp ạ. Còn đây là viên thuốc bên trong này. Một hộp nó sẽ có 5 viên nhé, nó bọc trong một cái hộp nhựa nhé, trong một cái hộp nhựa này. Đấy. Đây là một viên này, đây một viên trong một hộp nhé. Đấy, một viên này. Viên trong một hộp này. Đấy. Thì mỗi một hộp này khi mà sử dụng thì mình sẽ sử dụng hết một viên nhé. Anh ấy đóng lại cái cửa không mà và ấy hết. Đây bên trong sẽ có một viên này. Đấy. Một viên này. Thì khi mà mình sử dụng thì mình nên dùng hết một viên này nhé. Viên này. Đấy. Đây trong một cái hộp nhựa này, biểu tượng hình heo của sâm này, heo của sâm. Đây là viên thuốc nhé, viên thuốc này. Đây là viên thuốc nhé, mỗi lần mình uống là mình bóc ra này. Trọng lượng của mỗi viên này là nó sẽ chứa là 3,75 gram nhé, 3,75 gram. Đấy. Thì khi mà mình uống thì mình nhai kỹ cái sản phẩm này xong mình uống với một hộp nước ấm. Và tốt nhất là uống sau ăn nhá, uống lúc no, không nên uống lúc đói nhá, và uống với nước ấm, tuyệt nhiên là không nên uống nước lạnh nhá, uống nước lạnh nó sẽ làm cho mình đau bụng rồi. Đấy, cái viên thuốc này nó rất là thơm nhá. Khi mà uống xong thì mình bỏ cái hộp này đi thôi. Đấy, đây là viên thuốc nhá, trọng lượng này. Đấy, viên qua một lớp nó có một lớp màu vàng đấy, qua một lớp màu vàng nữa, mình bên trong viên thuốc là mình sử dụng được hết nhé. Đấy, đây là các cái thành phần rất là chi tiết ở trên cái hộp này, đây sẽ in rất là chi tiết là bao nhiêu cái thành phần chứa ra và cách sử dụng như thế nào này. mã vạch này, mã 880 này, hạn sử dụng này. Đấy, rất là chi tiết trên cái sản phẩm nhé. Và cái sản phẩm này đây trọng lượng là 3,75 gram này. Đấy. Và nó được Bộ Y tế của bên Hàn chứng nhận này. Đây, hàng nội địa này là hàng nội địa bên Hàn, được công ty nhập khẩu và phân phối về Việt Nam nhé. Đấy, an toàn, đảm bảo về sức khỏe và GMP này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều tài trợ của công ty Samsung tài trợ sản xuất ra cái sản phẩm này nhé. Đấy. Một hộp thì nó có tổng tất cả là 5 viên nhá, một hộp nó có 5 viên tất cả. Đấy. Thì một cái sản phẩm này là sản phẩm nên sử dụng nhé, cho những người mà từ 30 tuổi trở lên nhé, từ 30 tuổi là nên sử dụng cái sản phẩm An Cung New Hasusan này rồi nhá. Đấy. Một hộp này nó sẽ có 5 viên nhé, nếu mà mình muốn phòng thì mình uống một tuần một viên, còn nếu trị bệnh thì mỗi ngày một viên nhé. Đấy. Đây là một cầm hộp của nó này, cầm hộp đó này, nguyên hộp luôn đấy. Đấy. Mình chống tai biến này. Đấy, rất là tốt nhé, một hộp.